Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình phông nền với lại React.js cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 13 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm Rob ở trong làng React. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu Rob là cái gì. Thì ở trong cái một cái component ẩn thì nó sẽ nhận vào các tham số là các parameter truyền vào, thì các parameter này được gọi là Rob, là viết tắt của property, tức là các thuộc tính hay là các parameter sẽ được truyền vô một cái component ẩn. Thì sau đó thì cái component này nó sẽ trả về một hệ thống các giao diện, các view để hiển thị thông qua cái phương thức render. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái việc truyền data thông qua Rob. Thì cái mục đích của thằng Rob này là được đời sử dụng để mà truyền dữ liệu từ cái component cha sang các component con. Thì ở buổi trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm component. Thì ở trong một cái trang giao diện thì nó có thể có nhiều cái component đồng vào nhau như là component cha, component con vân vân. Thì thường thường thì chúng ta sẽ cần phải trong một dự án thực tế thì chúng ta sẽ cần phải truyền data từ cái component cha sang các component con. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phần mà truyền data thông qua cái drop này. Thì cái thằng React component nó sẽ sử dụng drop để mà giao tiếp giữa các component với nhau. Thì mỗi cái component cha thì nó sẽ có thể truyền qua một số cái thông tin tới cái component con bằng việc cung cấp thông qua cái thằng drop. Thì cái drop này thì các bạn có thể sẽ gợi nhớ tới cái các attribute của các thẻ HTML. Tuy nhiên thì trong cái drop của thằng React này thì các bạn có thể truyền qua bất kỳ cái kiểu dữ liệu nào, như là truyền qua một cái JavaDiff value, hoặc là truyền qua được một cái object, một cái mảng hoặc một cái phân trần vân vân. Rồi, ngoài ra nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái thằng drop này thì các bạn có thể vô cái trang web react.js.org, rồi các bạn vô mục doc, rồi các bạn vô cái mục main concept, rồi các bạn đọc cái component, cái phần component and drop này. Đó. Hoặc là ở trong cái tài liệu của thằng React mới ấy, thì các bạn có thể đọc ở cái phần cái link này. Đó thì các bạn có thể vô cái trang là passing drop to component ở cái trang là beta.react.js.org. Thì đây là một cái tài liệu mới của thằng React, thì ở đây nó giải thích cho các bạn đầy đủ hơn về cái thằng drop. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo về sử dụng cái thằng drop để truyền data từ cái component cha sang cái component con. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ có một cái component là avatar component, và tôi sẽ có một số cái drop cần phải truyền vô cho cái component này như là width height chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo cho cái trường hợp này. Thì bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một cái folder, là cái folder component. Và trong folder component này thì tôi sẽ tạo ra một cái file là chẳng hạn như là avatar component .js. Rồi tiếp theo tôi sẽ gõ là rsfp để nó tạo ra một cái function cho tôi. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái avatar component như vậy. Thì trong này bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái thẻ image, và chẳng hạn như trong cái thẻ này tôi sẽ cho nó một số cái drop như là quick. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi chuyển trực tiếp mấy cái drop như vô đây như vậy, quick là 100 chẳng hạn, hay là 100 vô đây chẳng hạn. Tiếp theo tôi có cái thuộc tính là src chẳng hạn. Chẳng hạn như là ở ngoài desktop thì tôi có một cái hình như vậy, tôi sẽ chuyển cái hình này vô trong cái tôi sẽ đi vô cái trong cái folder src chứa sủa của tôi đây, và tôi bỏ cái file hình my logo của tôi vô đây, là tôi sẽ ở bên trên này tôi sẽ đi bỏ cái hình my logo của tôi vô.
Tôi sẽ hai chấm My logo. Rồi cái chỗ SRC này tôi sẽ chuyển vô cái logo cho. Rồi chẳng hạn như là tôi nick cho say này. Rồi theo cái avatar của mình lần này thì tôi sẽ qua cái trang này, tôi sẽ gọi mấy cái comment lần bữa trước tôi hướng dẫn các bạn demo á, thì tôi sẽ tạm thời tôi sẽ comment lại này, này. Tiếp theo tôi sẽ đi import cái comment avatar comment của tôi vô đây. Tôi sẽ import nó vô như vậy. Rồi tôi cho save này. À, nó đang bị lỗi ở cái chỗ cái file này của tôi. Có lẽ tôi đã import sai. Đây, chỗ này. Đó, bây giờ nó hết lỗi rồi. Bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi kiểm tra lại này. Cái hình nó vẫn chưa sâu đi được. Thì cái SRC này tôi để vừa nãy tôi để sai, tôi cần phải để trong một cái dấu ngoặc nhọn như vậy mới đúng. Rồi tôi cho save này. Đó thì bây giờ nó đã sâu được cái hình avatar lên cho tôi như vậy. Đó, chẳng hạn như là tôi muốn thêm cho nó một cái số cái style CSS gì đó thì chẳng hạn như là trong cái folder của vấn đề này tôi sẽ tạo ra một cái file CSS chẳng hạn. Tôi sẽ có avatar.css và trong này tôi có cái class là avatar. Chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó cái border radius để cho nó bo tròn cái hình cho tôi chẳng hạn. Tôi sẽ cho bo tròn là 50%. Rồi theo tôi sẽ đi import cái file CSS vô để xài. Và chỗ email này tôi sẽ cho nó cái class name, tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là class name là bằng avatar. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó bo góc cho tôi như vậy này. Thì ở đây thì tôi có hai cái thuộc tính là width height, thì đây là tôi đang sử dụng trực tiếp. Mà bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là truyền cái width cái height này thông qua cái thằng drop và thằng react. Thì tôi sẽ để làm được điều này thì tôi sẽ cần phải đi khai báo cái các drop của nó trong cái phần drop type avatar của bạn trong drop type như vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ khai báo width ở trong này này đó, tôi sẽ khai báo cái thuộc tính width ở trong đây. Rồi theo thì chẳng hạn như là tôi có thể khai báo cho nó một cái kiểu dữ liệu nào đó, chẳng hạn như là tôi sẽ gọi là drop type. Rồi tiếp theo là tôi sẽ gọi cái kiểu là number chẳng hạn. Đây, tôi sẽ cho nó cái kiểu là number. Còn nếu mà chẳng hạn như các bạn có thể gọi thêm cái thuộc tính là equal, nếu mà các bạn bắt buộc cái thuộc tính này phải có thì các bạn thể khai báo như vậy. Rồi tiếp theo là tương tự cái height chẳng hạn. Cái height thì tôi cũng cho nó cái khai báo tương tự, thì tôi sẽ copy ở trên này xuống này. Rồi tiếp theo thì ở cái chỗ avatar component này thì tôi sẽ cần phải truyền các drop này vô. Ví dụ như là tôi sẽ truyền vô cái width với cái height vô trong này như sau. Đây, tôi sẽ bỏ cái drop và tôi sẽ bỏ cái drop là width và cái drop là height vô như vậy. Đó, thì bây giờ cái width ở chỗ này thì tôi và cái height bây giờ tôi sẽ truyền vô là cái biến của nó như vậy. Đó. Thì lợi ích khi mà chúng ta sử dụng cái drop này thì cái component này của chúng ta nó sẽ được truyền theo cái kiểu là dữ liệu động đó. Rồi tiếp theo tôi đi cho save này. Rồi tiếp theo là ở cái file index.js này thì tôi cần phải truyền vô cái hai cái drop để nó sử dụng được, thì tôi sẽ truyền vô cái width này. Chẳng như bây giờ tôi sẽ cho là 200 này. Tiếp theo tôi cho nó cái height là bằng 200 này. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ đi cho save này. Rồi, bây giờ các bạn đã thấy cái hình avatar của tôi bây giờ nó có một cái kích thước lớn hơn, cái width với cái height mới nó lớn hơn này. Đó. Thì đây là cách sử dụng drop ở trong cái thằng React. Đó, thì đây là cái cách sử dụng cái thằng drop. Đó thì các bạn có một cái thuộc tính tương tự như là các thuộc tính ở trong các thẻ HTML. Tuy nhiên thì ở trong cái thằng drop, ở trong thằng React thì chúng ta có thể tự tạo ra những cái thuộc tính
theo như cái mong muốn của chúng ta. Đó thì nó giúp cho cái thằng còn một đàn trong React nó được phong phú hơn. Đó thì đây là cách sử dụng của cái thằng Drop. Thì ngoài ra thì ở bên cái thằng có một lần này thì khi mà chúng ta mới khởi tạo ra thì mặc định nó sẽ tạo cho chúng ta một cái drop, một cái thuộc tính drop như vậy. Thì đây là một cái kiểu object và cái chúng ta sẽ viết kiểu như vậy để cho nó ngắn gọn hơn, và để sử dụng thì chúng ta sẽ gọi cái thằng object này, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi các thuộc tính tương ứng. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn update lại mấy cái drop như sau. Ví dụ như là tôi muốn cho cái width thì tôi sẽ bằng cái drop object drop và chấm width để lấy ra được cái property của nó. Rồi tương tự cái height thì tôi cũng update lại cho nó như sau. Đó, tôi sẽ update lại như vậy. Rồi tiếp theo tôi nick cho size này. Rồi, tiếp theo tôi nên trình duyệt này. Đó thì ở bên trên trình duyệt thì cái kết quả nó cũng tương tự. Ngoài ra thì cái phần drop tile này thì nó còn có nhiều cái kiểu khác như là chain hoặc là boolean vân vân. Thì để tìm hiểu về với cái kiểu này thì các bạn có thể nên Google và các bạn search React drop tile. Rồi các bạn vô cái trang react.js.org này, và các bạn tìm hiểu về các drop tile khác như là mấy cái kiểu như là chain này, nó có kiểu chain rồi kiểu array, kiểu boolean vân vân. Đây có rất là nhiều cái kiểu drop tile khác nhau. Thì khi làm việc ở một cái dự án thực tế thì có thể có nhiều cái kiểu drop khác nhau, thì các bạn có thể vô đây và xem và áp dụng lựa chọn một cái kiểu drop tile phù hợp với cái nhu cầu của các bạn. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể set được các giá trị default cho các drop của các bạn. Ví dụ như trong trường hợp của tôi có hai cái thuộc tính là quick và hay này, chẳng hạn như tôi muốn cho nó cái giá trị mặc định là không chẳng hạn, thì tôi sẽ đi làm như sau. Tôi sẽ copy chỗ này. Thì để mà set ra giá trị mặc định cho nó thì chỗ này tôi cần phải update lại chỗ này thành default drop chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ có cái default drop như vậy, và chỗ này chẳng hạn như là bây giờ tôi muốn set lại giá trị mặc định cho nó là bằng không chẳng hạn. Đó thì tôi sẽ update như sau. Đó, tôi sẽ update bằng không như vậy. Rồi tương tự chỗ này tôi sẽ update bằng không như vậy. Rồi cái do size này. Rồi, bên này thì chẳng hạn như cái chỗ này hai cái property là width và height bây giờ tôi sẽ bỏ đi này. Rồi tôi sẽ nick cho size này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này. Đó thì bây giờ cái hình mà tôi sẽ không thấy gì bởi vì tôi cho nó cái giá trị default là bằng không. Chẳng hạn như bây giờ tôi update lại thành 50 đi. Rồi bây giờ tôi lên trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn đã thấy cái hình của tôi nó sâu lên cái hình bé bé như vậy. Đó. Đó thì bây giờ tôi chỉnh lại chỗ này này không. Đó, cái bên cái này chẳng hạn như tôi chỉnh lại cái width height như vậy đi. Đó. Tôi sẽ để như vậy. Đó, thì bây giờ tôi lên lại trình duyệt này. Đó, thì cái thước hình của tôi thì nó lại trả về cái width với cái height này, giá trị truyền vào là 200 pixel. Đó, như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn demo cái trường hợp mà buổi 13 là tìm hiểu về drop, thì tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sử dụng cái drop. Thì tôi sẽ tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo là buổi 14 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm mà tay ở trong React. Đó, thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.